Ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 6 tháng 7, tại khu vực phía sau nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Lộc Tiến, chuyên sản xuất bột cá, thuộc ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, làm hư hỏng nhiều tài sản của công ty. Vị trí sạt lở đất có xây dựng kè bê tông dài khoảng 50m, rộng 40m. Khu vực sạt lở làm thiệt hại một căn nhà xưởng xây dựng tiền chế bằng vật liệu tôn lạnh kẽm. Khu vực phía sau nhà xưởng giáp tuyến sông Gành Hào có dòng chảy rất mạnh. Mặc dù công ty đã xây dựng phần kè chắn bên ngoài để bảo vệ hơn 5 tỷ đồng, nhưng không chống chịu được dòng chảy làm ảnh hưởng đến khu vực sạt lở. Ngay khi sạt lở xảy ra, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải cùng các ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân thị trấn Gành Hào nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận thiệt hại, tìm giải pháp khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng cử lực lượng khẩn trương di dời toàn bộ tài sản, máy móc, trang thiết bị tại khu vực sạt lở đến nơi an toàn, kịp thời thông báo cho cán bộ và công nhân viên nắm rõ khu vực sạt lở để phòng tránh. Trước đó khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 6, tại ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải cũng xảy ra vụ sạt lở lớn, gây thiệt hại nặng về tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Trường Phúc, ước tính thiệt hại về tài sản hơn 2 tỷ đồng.